Hello everyone, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi tổng lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Xem vào dưới gần. Let's go. Level 13. Ok, đây đang có một tên trộm là sàm sỡ. Và nhiệm vụ này là gì? Mình được giao một chiếc điện thoại và một cái túi. Mình sử dụng cái túi. Ồ, thành công rồi. Một chiếc túi không có gì, cho nên ông ta đang tức. Bỏ chuối đi. Đây sẽ là một chỗ này xem. Ok, đã thành công. Có tin. Ok, let's go. Một chú chó rất là hung dữ. Cột điện. Game này nhiều lúc chơi rất là hài các bạn ạ. Nhiều lúc mình rất khó đoán luôn. Anh đi tìm theo phong xanh. Wow. Và ta phải thay chiếc váy này. Ok. Chiếc búa. Lại gặp một chú trộm này. Đồng hồ quay ngược thời gian. I need to do something. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Benny. Let's go. Begin. Liguin. Yes. Ok. Tựa game này thì các bạn chơi và làm theo hướng dẫn của trong game. Thì làm đến đâu thì nhiệm vụ của game nó sẽ hiện ra đến đó. Chắc các bạn. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Okay, let's go. Mình sẽ chỉnh cho nó nét một chút. Ok. This lift could use a few dry cells. Rồi, mình sẽ mở cái này ra. Trong này thì nó có hai cục pin. Lắp luôn vào đây. Để khởi động cái máy này. Let's see what you're hiding down there, old friend. Let's go. Alright, how do I get this to work? Okay, nhiệm vụ này là nhặt đi tìm 6 món đồ. Who put this here? Oh my god, Joey, what were you doing? Okay, món đồ thứ nhất. Thứ hai, let's go. Ok,
đây là món thứ ba. Wow, vẫn chưa lấy được. Rồi. Ở trong cái chỗ cũ mà trước các bạn vừa đến ấy, thì chỗ đó nó có một cái băng cơ. Mình sẽ lấy cái đó. Món thứ tư. Cho vào một cái này, chứng tỏ trong này có một cái đĩa. Chuẩn luôn. Món thứ năm. Và đây là món thứ sáu. Let's go. Giờ quay lại thôi. Okay, that's all of them. Rồi, mình sẽ đặt vào những cái trụ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, let's go. Đó thì là phần làm nhiệm vụ tiếp theo. Rồi mình quay lại nó đây. Wow, chú Wendy. Rồi, tự khởi động lại này. Wow, bình thật. Rồi, mình sẽ bỏ ra đây. Đây, mình sẽ kéo công tắc này xuống. Okay, let's go. Wow, có ong. Oh my gosh, một con quái thú. Rơi xuống đây, ok. Bây giờ mình sẽ vặn cái này. Ok, vào đây là các bạn đã hết sức cơ quan. Chúng ta sẽ chuyển sang chapter 2. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game thứ 3, Pentian. Let's go. Game này các bạn có thể hóa được 3 nhân vật. Đó thì khi mà đầy lộ rồi các bạn sẽ được chọn những nhân vật. Rồi, còn là mình sẽ chọn nhân vật béo đi. Let's go.
chơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Sonic Dash. Let's go. Let's go. Wow. Này không? Đấy, nhớ mình lộn. Wow, chưa? Quả này hơi khó một chút. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Hotel Tiran. Okay, let's go. Wow, chết rồi. Oh my god. Này. Này, mình hơi cố một chút. Wow.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ 6, Vendi Run. Let's go. Đây là tựa game chọn được, rất là hot và nổi tiếng. Ok, bây giờ thì mình sẽ chọn là Barcelona. Let's go. Sẽ sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game coi nhà, một tựa game coi tránh cho gấu vào trong phòng. Ok, let's go. Tựa game này thì cách chơi rất đơn giản thôi. Các bạn coi ba cái cánh cửa này làm sao để con gấu nó sẽ không được vào phòng các bạn. Các bạn coi cái thời gian càng lâu thì các bạn càng giỏi trong cái game này. Thì game này thì cái cách chơi của mình thì mình chơi thì mình hay theo kiểu nhờ đóng cửa xong rồi mình mới bật đèn. Nhiều bạn thì mình thấy là bật đèn xong bắt đầu phải đóng cửa thì khi con thú, khi các bạn bật đèn nhìn thấy nó thì nó sẽ cắn các bạn luôn, thì các bạn không kịp trở tay. Khi các bạn đóng cửa rồi các bạn bật đèn nữa thì con thú nó sẽ kiếp cái tiếng động, nó sẽ chạy đi, cho nên là các bạn sẽ không chết, nó sẽ được thời gian chết nó sẽ lâu hơn. Thường thì bọn thú này thì vào khoảng tầm 3 giờ đến 4 giờ sáng sớm là nó sẽ hay vào. Còn nếu các bạn để nguyên thì tầm khoảng 2 giờ là mình thấy nó vào rồi.
phòng nữa, đó là phòng ngủ. Ok. Đóng cửa thôi. Cách chơi game này rất là đơn giản. Đó, mình còn đến 2 giờ rồi. Đó, các bạn cứ như thế thì các bạn sẽ hoàn thành cái game này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Slender Free. Let's go. Lần này thì các bạn phải đi tìm những bức ảnh ma. Ở đây gần đây có một bức ma. Sợ chứ là này. Chúng đây thôi. Đi vào trong tường thôi. Trong tường săn đồng những bức ảnh ma. Đây rồi. Đây là một cái mộ. Ok, let's go. Sẽ đi tiếp. Đây là khu như kiểu nghĩa trang. Một cái cây khô khéo, không có một tí nước, với lại không có một tí. Cây này có phải chết rồi. Không có một tí lá nào luôn. Gần đây có cái. Ok. Wow, cái này trong khu nghĩa trang rất là nhiều luôn. Mình sẽ đi tiếp sau. Sông nghĩa trang xem mà gần đây có gì không. Hình như mình chuẩn bị gặp Slender. Wow, lại đây tiếp tục. Đó, các bạn cứ đi xung quanh rồi tìm những cái bức ảnh đó, gặp Slender thì các bạn phải chạy trốn luôn. Mình sẽ quay lại cho anh đi. Wow, ông ta đâu, xin ông ta bắt được mình chạy luôn. Đó, cách chơi game rất đơn giản thôi, các bạn đi xung quanh rồi tìm trong này có một cái. Mình sẽ lấy lốc cái này. Ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.